Không thể tin được, một chiếc xe cực kỳ chất lượng, ngon, cổ mà giá lại cực kỳ hời cho anh em luôn. Đây, Maidu phiên bản 1.600 cho anh em nha. Đây, với một chiếc xe được thiết kế cực kỳ chất lượng, khung là được làm từ khung hợp kim nhôm cực kỳ nhẹ nhàng và chắc chắn cho anh em. Hơn thế nữa, thiết kế dây đi âm sườn sẽ không đổ để lộ ra bất kỳ sợi dây nào thừa bên ngoài, sẽ tăng tính thẩm mỹ cực kỳ đẹp cho anh em luôn nhá. Và ngoài ra, một cái điểm nhấn trên xe này nữa là về bộ group set cực kỳ chất lượng cho anh em. Bộ group set được đồng bộ là của Lotus R3, mang lại sự chuyển lip từ tay đề lắc, gạt đĩa, cù đề đều được đồng bộ là của Lotus R3, sẽ mang lại sự chuyển lip chuyển đĩa cực kỳ mượt mà cho anh em luôn nhá. Đấy. Và hơn thế nữa, anh em có thể để ý là một cái ngoại hình được phủ lên mình là một màu sơn ba lớp tinh điện màu đen cực kỳ bền đẹp và đảm bảo chống bong tróc cho anh em luôn nha. Đấy. Và đặc biệt, con xe này lại có một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ bình dân và mọi người có thể tiếp cận được một cách dễ dàng. Đây là chỉ trong tầm giá hơn 4 củ một chút thôi ạ. Chỉ hơn 4 củ một chút là anh chị đã có thể săn một con xe tốt, đẹp và cực kỳ chất lượng như thế này nữa. Thì còn gì tuyệt vời hơn, hãy nhanh tay inbox để em tư vấn chi tiết cho anh chị về con xe này nhé.